Khi mà chúng ta vào cái back office của By Design, Vâng. chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hệ thống văn phòng. Thì anh đang làm một cái video cho mọi người. Chúng ta sẽ thấy cái thời gian cần thanh toán và cái thời gian năng động hàng tháng để chúng ta nhận cái tín hiệu này. Vâng. Đầu tiên là chúng ta còn 0 ngày 4 giờ 42 phút nữa. Nếu mà sau 4 giờ nữa mình cũng không thanh toán đấy, cái mã mình bị hủy. Mã sẽ bị đóng lại. Đóng lại. Thì bây giờ thực ra thì hôm trước anh em mình bị nhầm, tính nhầm một tí. Mình tưởng là 16 thanh toán thì nó kéo dài chu kỳ nhưng không Đúng rồi, phải. Nó nó tính từ có ngày một đăng cái ký mở mã. Tính từ chu ngày mở kỳ mã. tính từ ngày mở mã. Thế là hôm ấy anh em mình có thể phải thanh toán từ hôm đấy và nhận tín hiệu thì cũng được mấy ngày trước để mình thao tác nó quen Đúng rồi, cách ra vào từ mấy hôm nay rồi, nhưng mà hôm đúng nay rồi. anh em mình bị sai. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái business để chúng ta xem được các cái cây hệ thống và chúng ta làm thị trường. Đó. Thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy các cái cách để chúng ta làm và chúng ta biết được hoa hồng hệ thống, hoa hồng cân nhánh rồi các vấn đề về đăng ký đó, hệ thống đó, toàn bộ. Tiếp nữa là các yếu tố marketing, chúng ta có personal sale pay. Đặc biệt là chúng ta có xếp nhánh trái, nhánh phải các điểm đó, thì chúng ta sẽ vào để chúng ta tìm hiểu cái back end. Sau đó là hệ thống của video, chúng ta cũng bắt đầu tìm hiểu dần và bây giờ vẫn làm những cái bước sơ khai để chúng ta vào. Thế thì cái tín hiệu đó, những cái tín hiệu về slide và các câu hỏi thì tôi cũng sẽ đẩy cho mọi người. Đúng không? Các cái câu hỏi phòng kinh doanh thì tôi sẽ Anh cho vào group cho nhóm nhỉ, nó leader. đúng rồi. Anh cho cái hôm qua anh cho câu hỏi rồi, em nhận rồi. Đang lót Cho nữa. vào nhóm thì các cái câu hỏi này sẽ giải thích cách làm, đúng không? Đấy, thì tôi cũng đã đẩy cho anh em vì sao lại là bạn, vì sao lại bài design. Tất cả ông bạn Nat và Chanida, các vấn đề về sứ mệnh thì dần dần tôi sẽ đẩy một số các video và Nat và Chanida đây, nó liên quan đến một cái ông Gary Vaynerchuk vào năm 2019, các đại dịch, con rể ông bà và kết nối với lại ông trùm về một cái công ty MTI của Mỹ, thì sự hình thành của cái phần mềm SMA để cung cấp tín hiệu cho chúng ta, cộng với Pip Grabber tiền thân của nó và các cái nền tảng độc lập Smart Trader để kết nối, thì nó có các hệ thống MLM để chúng ta xây dựng cái công việc kinh doanh của mình, cũng như là tỷ lệ chốt lời 20 pip. Đó. Và ông này cũng là cái người mà sẽ cung cấp tín hiệu cho chúng ta và đó chính là SMA. Chúng ta tìm hiểu về lịch sử cũng như là các cái kinh nghiệm của ông ta Gary Vaynerchuk này. Đó. Ở LinkedIn ông ta nói rất nhiều về các vấn đề công việc Forex của ông ta và SMA ra đời độc lập với các sàn FX, giá thành rẻ, các đơn vị thứ ba, vân vân. Thì tôi sẽ phân tích cái file này vào một cái video sau cho các bạn.